Và ba đang kêu đó con. Ba đang kêu cho con đó. No, I won't try to eat inside. Cannot? Can sit inside? Can? Hôm nay là cả gia đình mình sẽ ăn ở một cái nhà hàng kiểu như dạng như trải nghiệm ăn ở trên xe buýt thử như thế nào nha mọi người. Thấy cái nhà hàng này rất là lạ. Đó, thế là mình thế là ngày hôm nay mình nói chồng mình vào nhà hàng này ăn thử. Đây, mình sẽ quay một vòng cho cả nhà xem nhà hàng mang phong cách xe buýt nha. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Xong Cuộc Sống Renin nha. Ngày hôm nay là mình đang ở trên buổi chuyến xe buýt và đây là một cái nhà hàng và mang phong cách rất là đặc biệt. Họ được cái nhà hàng này là họ sẽ sử dụng những cái xe buýt cũ và không sử dụng nữa, thì họ sẽ là một cái nhà hàng mang phong cách xe buýt giống như là những hành khách mà lên xe buýt mình ăn đó cả nhà. Thì bây giờ là chồng mình đang gọi món, mời cả nhà hãy trải nghiệm cùng với mình một cái buổi tối ở Brazil mà mang phong cách ngồi ăn trên xe buýt nha. Kêu chồng mình chọn món. Nay cả gia đình mình quyết định đi ăn ở ngoài. Ai à, mình à, gia đình mình là những hành khách đầu tiên ăn trên leo lên xe buýt đi ăn. Và tiếp theo đã có hai hành khách tiếp theo lên. Sao nó khoái lắm cả nhà, nó thích trải nghiệm những cái phong cách như vậy lắm. À, có người ta ngồi ngoài nữa. Đây là một cái xe buýt cũ á, cái họ tái chế lại, họ sử dụng, họ làm nhà hàng á cả nhà. Đẹp không cả nhà? Có máy lạnh đồ đàng hoàng nha. À. Chồng mình sẽ gọi cho một combo cả một gia đình luôn. Mình thấy giá ở đây khá là phải chăng chứ không phải đắt nha cả nhà. Trời ơi, một combo này mọi người ơi. Quá trời luôn. Quá trời thật luôn cả nhà, một combo nè. Một combo này tính ra tiền Việt là 750.000 á cả nhà. Đó mà mình thấy nhiều quá cả nhà ơi. Samuel thì đòi ngồi chung với Angelina. 750.000 á, quá trời luôn cả nhà, mà không biết là thịt đồ ngon hay không thì mình chưa biết, mình chưa thử. Light the fries,
Cái này là xà lách trộn dầu giấm kiểu Brazil đó cả nhà. Nó không cắt Brazil, đây là xà lách này. Còn cái này á là traditional food của Brazil luôn á. Đây là farofa khoai mì sấy. À, có tùy tùy nơi á thì khoai mì họ sấy không. Còn cái này là mình thấy khoai mì này sấy chung với lại ba chỉ á cả nhà. Ba chỉ chắc bằng nhuyễn ra họ sấy. Thì đến Brazil đó, nếu mà cả nhà ăn cơm ở trong tất cả các nhà hàng thì cả nhà dễ bắt gặp cái món farofa này lắm nha. Nó là món khoai mì xay ăn nó mặn mà, nó tựa tựa giống như muối Tây Ninh nè cả nhà, nó mặn rất ngon lắm. Bây giờ là mình sẽ thử coi là đồ ăn ở đây ngon hay dở nha. Tại vì mình kêu cái combo này mà mình thấy là 750 ngàn cái combo này chứ nó không thể đắt vậy cả nhà. Mình cứ tưởng là mình đang ở Việt Nam không á. Mà bình thường mình đi những cái nhà hàng khác đắt dữ lắm, mà nhà hàng này thì thấy giá cũng không đắt mấy. Nhưng mà đồ ăn của Brazil có vẻ là dễ mặn lắm nha cả nhà. Rất là ít thịt lắm, nhưng mà rất là nhiều thịt ngọc phay tây chiên. Bây giờ là mình sang cái món thịt ba chỉ ở đây xem như thế nào nha mọi người. Mình nhầm không phải ba chỉ mà thịt bò. Thì sao sao? Thì à? Nướng ở bên ngoài á, cá là giòn, bên trong á thì nó còn giữ được cái độ ngọt của thịt luôn, rất là mềm, nó không phải cứng như cả nhà. Chỗ đó là sẻ như vậy thì nó thấy con ngon, nhưng mà thật sự cũng ngon, cả nhà ơi, thật ngon. Đang cay, dạ. À, ở bên Brazil á, mọi người mà muốn ăn chay, ăn cay chứ, rồi mình nói lộ ăn chay. Muốn ăn chay á, là mọi người phải gọi một chỗ thì họ mới đem đồ ăn chay xuống cùng tận tay người Brazil. Họ không bao giờ muốn ăn chay, họ ít ăn chay đến bây giờ. Rất là ít khi mà ăn chay. Chồng mình ăn chay là cũng nhờ mình nên thì chồng mình mới ăn chay chứ không bao giờ là chồng mình ăn chay. Từng ngày mà lấy mình tới giờ là ảnh có đòi ăn chay, tại vì cho tất cả các món là đem mình có bỏ ớt ở trong đó đó. Thịt rất là ngon nha cả nhà. Hôm nay cái này là bánh mì phô mai. Giờ mình sẽ thử luôn bánh mì phô mai các bạn nhé. Khá là ngon nha mọi người. Nếu mà ai có đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm du lịch khác nhau lắm. Nếu mà đã đi đến thành phố này thì mọi người nên ghé nhà hàng này nha. Đồ ăn
ngon lại còn rẻ nữa. Mọi người có thể thấy được cái lớp thịt ở bên trong á, nó còn giữ cái độ ngọt của thịt luôn nha. À, mình ăn vào mình cảm giác rất là ngon, rất là đúng cái hương vị của Brazil. Hầu như mọi người mà đi đến tất cả các nhà hàng ở Brazil, mọi người sẽ không bao giờ thấy chai ớt hay là thấy ớt ở trên bàn, không bao giờ thấy ớt như vậy. Trừ khi mọi người ăn chay, mọi người phải hỏi thì họ mới mang ớt lên để phục vụ mọi Delicious. Ngon lắm cả nhà ơi. Mình phải công nhận là cái thịt ở đây nó rất là ngon. Đó, con Angelina ăn nè. Angelina không ăn salad. Samuel ăn. Samuel ăn như chuột cả đó. Mình phải nói là cái thịt này á, mọi người nhìn như vậy nhưng mà thịt ở bên trong nó không hề khô nha. Nó rất là còn, nó còn độ ẩm ở bên trong. Delicious Angelina. Ta mờ. Đó, mình đang ăn nè cả nhà. Ơi, công nhận là cái thịt ở bên trong nó ngon lắm cả nhà ơi.
Nó rất ngon cả nhà. Quá trời, kêu ra toàn là thấy hả, khoai tây chiên, bánh mì nướng với lại thịt nướng không à. Đó, với lại khoai mì đây, mình nói hồi trước mình nói với cả nhà đó là người Brazil cực kỳ thích ăn khoai mì chiên luôn. Trời ơi, khoai mì chiên với khoai tây chiên là ở bên đây là họ đạo khoai mì chiên với khoai tây chiên á cả nhà. Ăn xong rồi cả nhà ơi. Nhưng mà thịt đó hồi nãy là ăn không có hết nên là mình có kêu cái bạn phục vụ, bạn gói vỏ vào hộp để mình mang về. Tại vì còn rất là nhiều thịt cả nhà mà ăn không hết. Mình công nhận một cái combo có 750.000 mà ăn no nê luôn, ăn không hết. Hai chồng hai đứa con ăn không hết luôn cả nhà ơi. Bây giờ đợi gói thịt xong rồi cái bắt đầu ra tính tiền đi về cả nhà. Nay chồng mình sẽ trả nha. Muito bem, muito obrigado, Luciano. Sou melhor que vocês. Obrigada. Com licença. Bây giờ ra xe đi về nhà nha. Cả nhà sau khi xem video của mình ngày hôm nay xong, nhớ nhấn nút like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho hai mẹ con mình thật nhiều nha. Bye bye và xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.